mày tưởng mày bắt nạt được tao á? Để cập nhật và đón xem nhanh nhất các video mới trên kênh, các bạn hãy click ngay vào nút đăng ký. Sau đó các bạn click vào hình cái chuông. Các bạn tích vào ô gửi cho tôi tất cả các thông báo về kênh này. Các bạn chọn lưu. Ôi ôi, sợ quá. Trời ơi. Bên ngoài toàn cái gì ý, sợ. Trời ơi, mình chưa đợi đến trời sáng mình mới ra ngoài. Có mấy thằng trẻ con bắt nạt mình cơ. Nó thấy mình người mới đến, nó bắt nạt nốt đi. Bọn đều dám bắt nạt nốt bà. Hôm nào nốt đi học võ công, nốt ra đánh chết tụi mày. Đến đâu ấy bắt nạt yếu à. Ừ, ngoài kia còn thằng... Úi dồi, người gì không mặc quần trắng trắng ngoài cửa cái kia đấy. Ui, ui sợ lắm. Ui, trước cửa còn... Bọn nó vẫn đứng trước cửa nhà mình. Nó đợi mình ra, nó đánh mình đấy. Còn lâu nhá. Tao cứ ở trong nhà đây. Tao sợ mày quá cơ. Tao đi ngủ đã. Cất cái này đi, cầm. Cầm cái này chết à. Không biết chúng nó đi chưa. Đừng bắt nạt nôm nữa. Tại sao cứ bắt nạt nôm? Thằng điên này mày giận. Oh my god. Tao làm kiếm tao giết mày luôn. Bắt nạt tao à? Mày dám bắt nạt người đẹp trai như tao à? Thằng điên này, tao giết mày. Tao giết mày luôn. Mày vào đây đi. Tao đố mày vào được đây đây. Mày vào đây tao giết mày luôn. Cửa khóa rồi nhỉ? Tao sợ mày quá cơ. Ê, mày đừng có lấy, mày đừng có bắt nạt trẻ con nhá. À mày cũng là trẻ con mà nhỉ. Mày đừng có bắt nạt tao nhá. Mày đừng có cậy gần nhà mày bắt nạt người mới đến nhá. Tao không sợ mày đâu. Ê, mày ra đi đi xem nào. Mày ra đây đi. Nó đâu rồi? Ôi, sao cái gì nữa thế? Ôi giời ơi, nhà của tôi chứ không phải nhà của các ông đâu mà các ông ra đây ở thế. Đi ra khỏi nhà ta đi. Thằng danh ấy, mày tưởng mày bắt nạt được tao á? Nó phá nhà của mình. Oh my god. Rơi xuống hố đi đồ ngu. Sao mày phá nhà tao? Hỏng hết nhà của nó rồi. Ôi đồ mờ nó. Trời ơi. Hỏng hết nhà của nó rồi. Đậu xanh. Bọn phá hoại. Nó vừa xây được căn nhà đẹp nhất thế giới mà nó ra nó phá hết trước cửa. Ôi dồi ôi, bọn phá hoại. Tao mà nhìn thấy chúng mày lần nữa là tao giết chúng mày luôn. À tao chạy luôn. Cái gì kia? Thôi không động vào chúng nó đâu, nhìn mấy con kinh thật. Úi dồi, tại sao bố lại vứt mình ở đây nhỉ? Mình sợ quá. Toàn cái con gì nó bắt nạt nốt, nó phá nhà của nốt này. Úi dồi, làng nước ơi ra đây mà xem. Bọn phá hoại ở khắp mọi nơi. Xây lại cái trước cửa đấy đã, học hết thật rồi.
Nát biết hết cả nhà của Nốp. Đấy, bây giờ Nốp đi lấy hoa trồng lên nóc nhà nhìn cho nó đẹp. Nốp sẽ lấy hoa màu đỏ. Chết rồi, đói rồi. À, đây có cừu này. Bố bảo lấy lông cừu làm được cái giường ấm áp để tối ngủ không bị lạnh. Cừu à, cừu ơi, cho tớ giết bạn lấy lông nhá. Xin lỗi nha. Ô, thằng phá hoại nữa kìa. Sao lắm thằng phá hoại ở đây thế? Đừng có phá nhà tao. Mày biết là tao giỏi võ lắm không? Tao giỏi võ chạy lắm đấy. Ô, đừng giết tao. Má cái thằng phá hoại. À, thằng điên này. Thằng điên. Bọn này là cái bọn nào ấy, nó ngu thế nhỉ, nó cứ ôm bom trong người xong nó nổ, nó tự chết. Bọn pháo á. Kiều ơi, xin lỗi bạn. Ô, ô được cả thịt này. Ăn thịt kiều chắc phê lắm. Ô, mình chưa bao giờ được ăn thịt kiều. Bố toàn cho mình ăn táo thôi. Ô, hai con. Ba con mới được cái giường cơ, bố bảo thế. À rồi, ba con này. Hóa ra là bố dạy mình sống sót là để vứt mình ra ngoài đây để cho mình tự sống ấy mà. À, bây giờ mình có thể làm được cái giường rồi. Thế là mình đặt hai khung gỗ vào đây này. Một đây nữa này, xong mình xếp lên. Đó, một cái giường. Wow. Tối nay là có giường ngủ rồi. Yeah. Yeah, nó quá giỏi luôn. Giỏi nhất thế giới. Yeah, nó thông minh nhất thế giới. À, yeah. Trời ơi. À, còn phải làm cái bếp để nấu nấu thịt này này. Có thịt mà phải nấu mà, đúng không? Nấu mới ăn được. À, để mình nhớ xem. À, mình phải lấy làm một cái cuốc để cuốc đá. Đáo đá được. Trời ơi, thiếu gỗ rồi. Ra chặt cái cây đằng này đi. Peng peng peng. Cây ơi, tao xin lỗi mày nha, tao lại phải chặt mày rồi. Yeah. Wow, mình có sức mạnh vô địch thiên hạ. Mình đấm gãy cả cây luôn. Sợ chưa? Ha ha ha. Núp đây. Ha 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 ha. Sợ chưa cái cây? Cây ơi, mày sợ tao chưa? Ôi à, nó chả biết nói đâu mà mình cứ nói chuyện với nó như mình bị điên ý. Ôi trời. À, thế là có gỗ rồi. Yeah. 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 Có gỗ mình sẽ bỏ vào đây này. Mình sẽ lấy. Oh yeah. Để vào đây. À, làm cái búa để chặt cây à. Làm cái cúp đúng không? Cái cúp đúng rồi. Cái cúp này để đi đào đá. Đào đá để làm bếp lò. Bếp lò thì mới nướng được thịt. Đấy, nướng được đồ ăn. Mình không được ăn sống. Ăn sống bị đau bụng. Này bố bảo vậy, ăn sống là đau bụng chết. Ô, mình sẽ đào đấy. Wow. Wow. Ô, sao mình lại đào ở dưới này nhỉ? Ô, đói rồi kìa, mình bị đói rồi, đang bị đói rồi, chết. Mình sợ chết lắm. Người đẹp trai như mình chết thì phí lắm. Nên mình không muốn chết. Yeah, cảm ơn baby. Quá nhiều đá luôn. Trời ơi. Ow, 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 ow. No. Tại sao mày không cho tao lấy đá? Tại sao mày ngăn cản tao? Rồi, có đá rồi, về làm bếp thôi. Tối nay có đồ ăn, ăn rồi. Có đồ ăn, có thịt cừu nướng. Ôi giời, phê. Phê cả cháy. À đâu, mình làm gì có cháy đâu. Wow, có cái bếp rồi nè. Wow, trời ơi. À, bỏ gỗ vào nướng thịt nè. Ba viên, ô, cho thịt vào. Wow, ăn, đợi thịt ăn thôi. Yeah, có thịt cừu rồi. Yeah, có thịt cừu nướng. Oh my god. Wow, ngon quá. À, ăn thôi. Wow,
mình ăn cừu đây. Nhem nhem các bạn có thèm không? Nhem nhem mấy cái bạn đột chết thèm. Ha 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 ha. Yeah, tớ vừa được ăn thịt cừu nướng nha. Các bạn làm gì có thịt cừu ăn? Làm miếng nữa này. Ngon lắm các bạn ạ. Các bạn chắc không được ăn đâu, chỉ mình mới được ăn thôi. Ha ha. Đấy, mình giỏi nên mình mới được ăn thịt cừu đấy. Ôi ôi, lại tối rồi à? Chả làm được cái gì lại tối rồi. À, mình đi hái hoa trồng lên nóc nhà cho nó đẹp. Đó, wow, hoa trắng này. Ô, sao lại có cái gì? Thịt thối á? Mình không ăn thịt thối đâu. Mình thông minh mà, mình ai lại ngu đi ăn thịt thối. Hoa đỏ này. Wow, cái gì kia? Wow. Wow. Ô, một ngôi nhà đẹp to thế. Nhà của ai ấy nhỉ? Thôi mình không vào nhà họ đâu, tí họ đánh chết đấy. Ô, cái gì kia? Ô, ai kia nhỉ? Bác ơi, tối rồi bác còn đi đâu đấy? Ô, sao bác đánh mông cháu? Ui giời, các bác sao đánh mông cháu? Cháu có đánh, có làm gì các bác đâu. Đi vào nhà. Cái đồ đều sao lại đánh cháu hả? Con đồ phá làm cái kiếm đấy nhở, làm cái kiếm. Wow, một cái kiếm đá rồi, không phải dùng kiếm gỗ nữa. Đứa nào bây giờ bắt nạt mình đánh ngay, mình không bao giờ sợ. Ôi ô, mình sợ luôn. Mình không ra đâu, còn lâu mình mới ra nhá. Đi ra chỗ khác đi cho người ta đi ngủ. Đâu hết rồi? Wow, đông lắm. Bên qua này toàn yêu quái thôi. Ta đi ngủ. Không cho tao đi ngủ, tao giết hết đấy. Tao sợ chúng mày quá cơ. Chúng mày vào đây đi, tao giết ngay. Wow, đông quá. Đông quá. Núp đi, núp đi, đừng để nó nhìn thấy. Chúng nó nhìn thấy, chúng nó phá cửa nhà mình đấy. Rồi, chúng nó đi chưa? Ủa, mấy thằng mất dậy nhở? Người lớn sao cứ đi bắt nạt trẻ con? Người ta còn bé mà cứ đi bắt nạt. Tao lại nằm đây ăn vạ bây giờ. Tao ăn vạ thì thằng nào cũng sợ luôn đấy. Đi ra thứ hai chơi cho nôm đi ngủ. Nôm đi ngủ đây, coi kệ nó, nôm đi ngủ. Ngủ ở đây cho nó, ngủ ở giường nó nhìn thấy đấy, ngủ ở đây đi. Trời ơi, đêm qua ngủ còn cầm kiếm này, sợ chúng nó vào. Chúng nó vào phát mình chặt luôn. Không bao giờ sợ đứa nào hết. Ôi, chúng đi hết rồi. Ơ, sao chúng mày còn ở đây? À, ơ, bị cháy kìa, đồ ngu, cháy rồi. Cháy to lên, cháy chết cha bọn đều đi. Bọn bắt nạt nó bị cháy kìa anh em ơi. Yeah, cháy rồi, yeah. Ô, ô, chết rồi à? Ơ, thằng ngu, sao tự nhiên đốt mình nhé, tự đốt cho mình cháy à? Thằng ngu, ha ha. Sao đời lại có nhiều thằng ngu như thế nhở? Sao chúng nó có thể sống đến bây giờ được? What the fuck? Ha ha! Kiều Hồng ơi! Kiều Hồng! Ơ! À, sao mày đập đít vào, đập mông vào mặt tao? Mày đập mông vào mặt tao à? Thằng điên này! Tao đang đi hái hoa nhá! Tránh ra, tao đi tìm hoa. Ở đâu có hoa không? Bông hoa bê bê! Wow! Wow, bên này là cái gì đấy? What the hell? Wow, hoa màu vàng, yeah. Ta là cô bé hái hoa. Hái hoa vàng, vàng. Bông hoa vàng ở đây.
đây toàn bông hoa vàng. Các bạn lấy hoa không? Mình tặng hoa các bạn nhé. À ha, đấy, hoa đẹp không? Mình có bé hái hoa đấy. Yeah. Rồi, về thôi. Tí nữa nhảy xuống đây thì ngu người, chết sấp mặt luôn. Tránh ra, xe tăng đây. Nhà mình đẹp nhất thế giới được rồi. Yeah, mình sẽ xây. Rồi, đã treo lên được rồi. Trồng hoa nè, trồng hoa, trồng bông hoa đấy. Wow. Ôi, đẹp chưa? Mình phải trồng một hàng lên mới được. Trồng ở đây một cây nữa nè. Ở đây một cây. Ồ, không phải. Trồng cây chứ không phải đặt hộp đất vào đấy rồi. Ồ, đây. Đó. Wow. Nhà đẹp thế nhở? Ai xây nhà đẹp thế nhở? Ui, chỉ có nước mới xây được cái nhà đẹp nhất thế giới này thôi. Ha ha. Các bạn thấy nhà mình đẹp không? Các bạn không cần phải khen đâu. Mình biết là nó đẹp rồi. Mình biết nó đẹp rồi. Các bạn không cần khen đâu ấy. Trời ơi. Oh. Oh no 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 no. À mình còn à phải làm cái dương nữa để cất đồ. Mình nhớ hết bố bảo gì mình lại thiếu gỗ à. Trời ơi là phải đi chặt gỗ. Lúc nào cũng phải chặt gỗ. Ghét chặt gỗ thế. Chặt 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 chặt. Yeah, chắc đủ rồi đã, đi về thôi. Pen 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 pen. Bỏ vào đây. Làm được cái dương luôn. Oh my god. Yeah, có một cái dương để cất đồ. Để đây nè. Mình sẽ bỏ kiếm vào đây. Oh, có thức ăn này. Cho thức ăn vào nấu đã. Tối nay này có đồ ăn ăn ngon. Ha ha. Tối có đồ ăn ngon ăn rồi. Yeah. Thôi mệt quá đi nằm ngủ một tí thôi. Ok, cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu bạn thấy thích đừng quên bỏ lại một like, một chia sẻ và đặc biệt là đăng ký kênh để có thể nhận thông báo khi có video mới. Và đừng quên comment ý kiến của các bạn trong các tập tiếp theo để mình thực hiện nhé. Bye bye. Để cập nhật và đón xem nhiều video mới hay hơn, các bạn đừng quên bấm vào nút đăng ký. Sau đó các bạn click vào hình cái chuông. Các bạn tích vào ô gửi cho tôi tất cả thông báo kênh này. Các bạn chọn lưu.